Theo thống kê của Sở Y tế Hưng Yên, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, số người nhập viện do tai nạn giao thông giảm nhiều so với dịp Tết những năm trước. Tính từ ngày 30 Tết đến ngày 2 Tết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số 76 lượt người đến khám tại các cơ sở y tế do tai nạn giao thông. So với cùng thời điểm năm 2020, giảm 43 lượt khám, tương đương 36%. Số trường hợp đến khám, đa số bị thương tích nhẹ, chỉ có 29 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Đến ngày 2 Tết, chỉ còn 12 trường hợp đang điều trị nội trú, không có trường hợp nặng và nguy kịch. Nguyên nhân số ca nhập viện do tai nạn giao thông giảm được cho là vì dịch COVID-19, người dân hạn chế ra ngoài đi chơi, chúc Tết, đồng thời hạn chế tụ tập ăn uống.